Hello, welcome back. Chúng ta đi chơi rất là nhiều game để chọn nó ra cười lady. Ok, chơi luôn. Sao có trả tín nhiệm cho mình nhỉ? À, nhảy 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 tín nhiệm. Nhảy khéo thật đấy. Ủa cái này không tính rồi. Hỏng rồi, thế này hỏng rồi. Chính thức là win này. Đó bảo mà. Bước ngoài cố thêm một tí nữa. Win. Win một sao nữa. Có sao cái màn này. Ok, tiếp tục, tiếp tục. Mà này mà đi ăn bánh. Rất nhiều bánh vã vào mồm. Ui. Fail rồi. Là sang Mai Thong. Sao con mèo này lại to thế này? Và phải mua cái thước keo nhỏ. Không thể để mèo to thế này được. Tắm là tốn, là tốn xà phòng à. Mèo vẩy cá này, mang cho mình cái vảy cá này, trang phục vảy cá này. Làm sao mà cho nó mèo bé này. Vả phát rồi, được đồ ăn rồi. Rồi mình đã cho mèo uống thuốc tình ngủ rồi. Còn gì nữa không? Thank you.
ta đang vào trò này. Nhiệm vụ của mình đó là gì? Đều quá. Chúng ta sang cho Azure Shortcut. Ok, chúng ta đã vào game. Ôi chết cả hai. Ôi mắc kẹt luôn, trời kiểu gì ấy. Kiểu gì nhỉ? Cho con này xuống trước này. Phá một cái này. Bom. Cắt phải chuẩn luôn. Ok, chúng ta sang Subway Surfer. Thank you.
rất là nhanh. Ui giời. Tốn quá, tốn chìa khóa quá, chết liên tục. Chúng ta sẽ cho nét. Boss à? Con này boss à? Ây da. Máu nhân vật này 40 máu. Ôi ôi. Mắc kẹt. Ba máu nữa. Chạy thằng trời. Ơ. Ơ. Xịt à. Ui, nhân vật này 40 máu này, trâu vãi. Hey, chúng ta chơi trò Johnny Chicken.
cái đếch gì vậy? Nó cũng bắn được một tí. Cái gì đây? Bill nè. Yếu quá, cây mình đang sử dụng yếu quá. Thank you.
thế mà lại win.